Tấn ơi, phải chi em để anh hai thay thế cho em ra đi. Đó là lời tâm sự rơi nước mắt của người anh hai em Tấn, nghe mà xót xa cho tình cảm của một người anh dành cho em của mình. Anh Giang là người chứng kiến hết sự việc xảy ra trên ghe lúc em trai mình gặp nạn, chia sẻ lại mà nghe nổi hãi hùng. Ngoài ra, em Tấn trước khi đi chuyến tàu cá cuối cùng này cũng để lại một lời trăn trối trước với người anh hai của mình. Có phải đây là một điều trước báo hiệu cho sự ra đi của em Tấn? Để hiểu hơn về sự việc xảy ra trên ghe thế nào, lời trăn trối ra sao và tình cảm của người anh Giang dành cho người em của mình, Cao Hớn kính mời cô bác anh chị em hãy xem hết video, nghe anh Giang là người anh hai em Tấn chia sẻ lại hết sự việc . Mến chào cô bác anh chị em. Sau khi Cao Hớn mình đến nhà tìm hiểu về hoàn cảnh của em Tấn ra đi đột ngột ở ngoài biển á, thì sự việc gia đình rất là khó khăn, thì mình cũng gửi trợ giúp được một số triệu. Và sau đây xin mời cô bác anh chị hãy nghe người anh ruột của em Tấn là người cùng em ấy đi ở ngoài biển và sự việc xảy ra như thế nào. Mời cô bác anh chị em nghe người anh ruột chia sẻ lại câu chuyện xảy ra tai nạn đó nha. Thường làm ngoài biển thì 12 giờ làm. 12 giờ trưa. Dạ. Ra làm thì cũng ra làm bình thường, rồi ra nó cũng ra anh em ngồi đằng kia rồi này, anh em cũng ngồi nói chuyện giỡn cũng làm rồi đấy, cào đổ cá rồi bắt đầu bủa lại thường ngày thì nó cũng đứng là có chữ A làm cộng dây mồi. Cộng dây mồi mồi chữ A đó, hai chữ A lên tới của mấy cái của trâu rồi nó ngoài chịu lại móc cái xe cái bủa. Em thường ngày nó xô nó đâu có đi lại cái đó đâu có. Tại vì cái bữa đó nó đi lại cái đó. À, là tức là cái vị trí mà xảy ra tai nạn là hàng ngày là em Tấn không bao giờ lại đó. Dạ. Chỉ còn anh em đứng đó mà em đứng là nép vô chút xíu, em không có đứng ngay. À. Bữa đó tự nhiên sao mà bủa xuống nó xô cái ra xuống nước mà nó chưa dây chưa thẳng nữa mà nó đi lại cái đó. Là cổng dây tác động. Là cổng dây nó tác động vô. Chưa dây chưa có thẳng nữa mà nó đi lại trước con dây thẳng nữa. Mà dây vừa thẳng cái chát nó quay lại là em thấy nó lục xuống. Trời ơi. Có nghĩa là cọng dây nó thẳng nó căng ra là nó tác động vô người của em Tấn. Gãy cái gô ghẻ đi ngóc. Cọng dây nó bên lớn anh nha. Cỡ nửa cầm tay 32 ly. Trời ơi. 32 ly. Bự vậy đó hả, mà sao tác động mạnh dữ ta? Tại vì cái lực kéo ghe nó chạy tới, cái lực kéo ghe cào đó từ trên tới tấn 2 tấn. Lúc đó tác động là trúng cái phần nào? Cọng dây nó căng thẳng lắm. Nó đánh trên gãy gô ghẻ. Thì con dây phải lòn qua cái gỗ ghẻ nó có cái bánh xe nó chạy lên nó nhẹ. Rồi gãy chỗ cái đầu cái quay tự động để xả cốc rồi đó. Gãy rớt xuống nghe cái chát con quay lại nhìn là thấy là nó gục xuống là máu ra là em nhào, là em thấy rồi là em nhào em ngơ cái mặt vô người kem là em ôm cái đầu nghe tay em ép cái đầu lại. Vì bị cọng dây tác động vào cái đầu ha. Cái đầu. Là cái đầu trúng chỗ nào? Quất rồi. Là lúc đó ở trên cái cọng dây trên cao nó quất xuống cái gì? Xuống là tầm 2 mét. À trời ơi. Tẩy cái một nó nằm nó gục xuống luôn á. Mà em Giang thấy cái đó giống như là xui khiến không? Nãy em nói là cái vị trí đó là em Tấn ít nào lại đó mà sao bữa nay lại đó đứng. Thường thường nó xô với A xuống là trước có người đứng cầm con dây đó là lên lô rút lên đó. Tới cái chỗ vị trí mà để sọt con dây chịu lại, nó mới đi lại. Sau bữa đó tự nhiên nó xô xuống nó đi lại trước. Giang ơi. Giống như cái điểm ha, cái điểm hay gì vậy? Rồi dây vừa thẳng em nghe cái chát quay là thấy nó gục xuống rồi cái đầu nó vậy đó. Rồi lúc đó xảy ra như thế đó, rồi lúc đó tình huống ở trên chiếc ghe đó là anh Giang cùng với mọi người xử lý như thế nào? Em thấy gì em nhào em quản em nhào em ôm nó, em thấy cái tay thì em thấy cái vết thương đó, cái tay mấy lời là có người anh bà con rồi anh thấy là anh ngã rồi anh dựa vô cửa là anh chỉ trợn mắt nhìn luôn. Rồi em mới kêu đó, anh Quy ơi bẻ thuốc cầm máu nữa, rồi anh mới thuốc hút mình xé ra nắm trong tay là đắp vô cầm máu cầm được không? Mà lúc đó là em Tấn còn que que bình tĩnh không? Ngất ngáp rồi, mắt như là bị xỉu nhưng mà thở ngất ngáp rồi đầu thì cũng đắp hồi cũng nhiều thuốc lắm mà nó cầm lại bóp chảy. Rồi nó nằm trên miếng cẳng, nó nằm trên dáng, nó đầu kia chiếc đực á cặp lại, nó đầu xúm nhau người ta khi nó qua đực. Đực là chiếc ghe khác hả? Chiếc đực.
tại vì cái là dành lấy cào thiết đực chỉ là phụ để kéo phụ cộng cộng dây kéo cho thằng cào nó hở ra bự ra. Là đưa qua cái chiếc đực đó là để chở em ấy về đất liền để cứu thương. Chở vô. Rồi nghe nói mắc ở trên cái quãng đường đi vậy đó là từ cái lúc mà em ấy bị xảy ra cho đến mà đưa qua chiếc đực chở vô thì mấy tiếng em ấy mới ra đi anh nha? Có 2 tiếng rồi, 3 tiếng rồi. Mới có 3 tiếng thôi. Mà hồi nãy có nghe vợ của em ấy nói là khi mà di chuyển vô tới đất liền là khoảng một ngày mấy phải không? Ngày mấy là 10 là về tới cái chỗ mà biên phòng gạch góc đó, mình đó. Ừ. 10 giờ sáng hôm qua. Rồi lúc đó là em Tấn là vẫn để trên ghe rồi mình chùm mền ở đâu lại ha? Chùm mền thì em thì là anh ruột nè, cứ vô ra 2 ngày rồi hai vừa không nó hay vô ra đốt nhang nó hoài. Trên đó mình cũng có ly hương làm đốt nhang được ha? Không có ly hương, lấy cái tô hút gạo vô cũng nghe người ta tỉ gì 3 chén gạo muối để chung đó. Ừ. Rồi đốt nhang kêu tên nó cứ làm tới vô bờ. Có kêu tên em mấy để đi vô về nhà không? Có. Cái này giống như là một cái tai nạn chứ không có gì hết. Anh Giang ở đây kể mà người mẹ nghe kế bên khóc nức nở luôn cả nhà. Cô đang bị sơ gan nữa, rất là nặng luôn á, mà cô thêm một cái tác động này nữa chịu không nổi. Rồi lúc mà ở trên ghe đó khoảng 20 ngày trước đó thì anh Giang có nghe người em ruột của mình là đầy chia sẻ hay là những cái điều buồn tâm sự gì không? Dạ không, nó không có nói gì. Mà trước khi đi á, tại công đực đó là bạn của em cũng cỡ là 3 giờ khuya là nó nhậu, nó điện qua em cũng để em đi em ngủ rồi, chờ ở nhà bạn em đi chơi em ngủ ngoài rồi. Điện qua em cũng chạy qua, rồi qua đập xe lại gặp nó đó, rồi ngồi xuống nó nói em nó gia đình nhà cửa nó giao rồi cho mày hết á. Rồi nó chỉ nói một câu đó rồi là hai anh em xách xe đi về trong nhà đây là ngủ á. Trời ơi, nói gỡ ngốc cục ha. Tức là không biết có mấy điểm gì mà sao tự nhiên mà nói vậy đó hả? Em cũng biết, miếng qua gặp mặt em vừa đặt ít ngồi xuống là nói với em đi rồi đó. Giống như một lời chăn chối ha. Nhà cửa giao hết cho mày. Mà lúc đó là trước 20 ngày trước khi đi ra ngoài. Trước khi đi, còn ở một đêm nữa rồi sáng nữa sao mới đi. Trước ngày đi một đêm. Rồi lúc đó mà em Tấn nói vậy đó, rồi lúc đó em có suy nghĩ gì không? Không có suy nghĩ gì chứ. Tưởng đâu nó chơi bình thường hả? Bình thường á. Em đâu có nghĩ tới mấy chuyện đó đâu. Có thể là anh Tấn này anh biết trước cái sự việc á. Anh đã nằm đêm với mẹ, hai mẹ con tâm sự trước. Đó. Rồi sau đó là hứa với vợ những cái điều mà đó giờ xin lỗi. Xin lỗi vợ. Rồi nói với anh mình là giao nhà cửa lại cho anh mình nữa. Đó, rồi sự việc nó xảy ra tới ngày hôm nay là khi mà nghe lại đó thì giống như những cái điểm báo á, những cái điểm báo chăn trước, chối là chăn trối trước của anh Tấn vậy đó. Lúc gục xuống anh thấy gục xuống anh trách không hoài, nó ước gì em chưa, em thì không có vợ để em bị thế nó cũng được. Hàng ơi, người anh gục chia sẻ lại mà gân lại luôn cả nhà. Cũng có một con thì nó lớn cũng dễ nuôi, không có vợ nữa, em bị cái thế cho nó. Nghe nói anh Giang là cũng có vợ nhưng mà vợ bỏ 5 năm trước rồi ha. Rồi có 2 cháu hả? 2 cháu, thằng lớn thì em nuôi. Rồi vợ thì giữ một người. Rồi công việc của em vậy đó, với em Tấn đi làm vậy đó. Rồi có ổn định tiền để lo cho gia đình trong mấy tháng trước đó không? Không có ổn định mấy anh em. Nói chung là lấy cái tiền mượn trước của mình để lo cho gia đình nữa, rồi đi mình làm mình trừ lại thôi. Nếu mình hên nghề bà cậu có hương tình nó cho ghe đó trúng đồ thì cũng còn dư ít đỉnh. Trúng nhiều là mình được ăn chia với chủ ha? Không, ăn thua mình làm dỗi làm dở, tài công chấm điểm. Điểm rồi phân ra từ trên xuống dưới, tài công trước rồi tài cải, rồi kỹ thuật, rồi lính dỗi, lính dở, anh nuôi tùm lum. Giống như chấm điểm vậy đó, làm dỗi thì tiền nhiều. Ra phân loại ABC đâu ha. Ai làm dở thì tiền ít. Người anh Giang đi làm nghề này bao nhiêu năm rồi anh nha? Em cũng gần 10 năm. Vậy là trước em Tấn hồi nãy là 16 năm. 16 năm. Tại đó em thấy nhà cũng khổ, em để bỏ học đi làm, em nuôi, lo cho nó đi học. Nó học cũng với lớp 8 em kia,
kêu gán học đi, tao đi biển lo cho mày học. Rồi nó, em đi cuốc giờ nghe nó tụ tập rồi, thôi nó bỏ học rồi. Em lắm nó sợ đi làm biển với em luôn. Rồi đi tới bây giờ. Rồi trong trong mười mấy năm qua là hai anh em đi biển là nói chung vẫn vẫn bình thường với nhau ha. Nhưng mà chỉ có trong thời gian gần đây là tự nhiên cái anh Tuấn là nói với anh là giao nhà cửa hết cho anh, là lúc đó là mới biết được cái điềm, phải không? Tại lúc đầu nó nhà trước em là cũng cũng lâu rồi, cũng có gần cả tháng là em chưa có về. À, em về là nó nói bạn nó rủ rủ nó đi, kêu nó đi đi với bạn nó. Thì em mới nói nó rụng mày đi bên đó luôn, anh một mình mày. Mày đi bên đó rồi khi gặp cái thằng nó đó, hai ba thằng anh em rồi tụ tập nó thấy mày rồi về. Không có chuyện nữa, thôi mày về bên đây mày đi với tao đi. Có anh em đi chung nó dễ. Chứ không phải em không, anh cho nó đi bên kia, không rủ về đây đi rồi không thấy ra chuyện nữa. Tại em ngủ về mới xảy ra chuyện. Anh đâu có biết cái đâu chuyện, đâu ngờ đâu. Chuyện xui rủi mà. Anh em với nhau thì có khi chăm sóc lẫn nhau cũng không cần. Nhưng mà đâu có ngờ tới chuyện này đâu. Làm ở ngoài em thấy cái chỗ nào nguy hiểm là em không có cho vô màng. Là em đi vô em màng, em kêu nó đi ra là em lại em màng không mà. Thì đúng rồi, mình là anh mà. Mình phải có kinh nghiệm hơn á. Mình có kinh nghiệm, với lại mình là anh ruột nữa. Mình thấy những cái nào khó khăn nguy hiểm mà. Để ý cái kỹ lưỡng nữa. Nhưng mà cái đó là quá bất ngờ luôn. Vậy là cái lúc mà em mới xảy ra chuyện là vô tới đất liền luôn là khoảng một ngày mấy ha? Chạy mười mấy tiếng. Rồi lúc đó cái tinh thần của anh Giang trên chiếc tàu đó thì khi mình nhìn em mình vậy thì cảm giác lúc đó như thế nào anh Giang? Lúc khi nó qua thì em cũng có vừa khi nó qua cũng vừa khóc. Em cũng muốn chửi nó luôn. Mày là có gì nghe Tính ơi. Rồi khi nó qua bắt đầu để ở ngoài trước, rồi là trước đực nó giờ mở dây dạt ra ăn chạy. Chạy rồi thấy để ngoài nắng quá, nó khiêng vô chỗ tài công đứng đó, đó nó nằm. Nằm mà đâu phải là nằm thẳng đó, đâu phải là nằm mà. Vậy nó quỳ nó ấy trong cái đầu xuống như đó. Tại đâu dám động tới cái vết thương trên đầu. Để thấy nó không có ra máu, mà đâu dám động mà cho nó không có ra máu nữa. Thế là đầu súng nhau khiêng, sóc lên là lên trên là nằm. Đang nằm cái hướng, chịu cái hướng đó. Đất máu thấy nó không gà máu, thấy nó cũng thở. Em thấy nó thở là phẹt phẹt, cái đầu em nó kêu là tài công được là bạn em nữa. Nó kêu nó chờ mày dở cái đầu lên rồi. Cái đầu dở cái đầu lên là em kê cái miệng vô cái lỗ mũi, em nút mạnh là sợ nó bị ứ này ứ kia trong mũi. Nút mạnh là cái đầu em thấy nó thở nhẹ nhàng lại. Cái thằng bạn em nói là chắc được rồi đó mày, chắc có ổn rồi đó. Em thấy cái miệng, giờ cái miệng nó thấy nó cắn răng nó hoài. Em lấy cái đũa ăn cơm mình đó, em nại răng nó ra. Rồi em nhét đầu đũa vô cho nó có cái lỗ trên miệng để thở đó. Miếng sợ miếng miếng là dính lử ha. Thấy nó thở cũng bình thường, giờ mình mãi nó cũng ấm người bình thường rồi. Rồi em dòm vết thương, em thấy máu nó ra hoài. Em nói bạn, hả sao cục máu nó ra hoài vậy mày? Cái em cũng ngồi kế bên đó, ngồi trên đầu đó, nó hút hút mà em bẻ cái ra, em bẻ hai bỏ đầu lọc rồi lấy kia đắp á, đắp vô rồi vẫn thấy ra, bắt đầu thấy bạn em đó. Ngồi hoài đắp hoài thấy nó vẫn còn ra gỉ hoài. Cái bạn thấy em nói với bạn ơi, sao tao thấy nó thấy cái bụng nó nghỉ thở rồi mày. Bắt đầu hai thằng nó sóc nó ngồi lên cho nó dựa luôn, thấy hướng này kiểu này nó đầu cái vết thương nó đứng lên đừng cho ra máu nữa, dựa lên thấy nó nghỉ ra máu. Rồi bắt đầu dòm thấy mặt, lúc đầu đỡ là thấy mặt mày môi mỏi là đỡ, cái tiếng nó trắng bạc ở trên này. Rồi đỡ lên rồi đâu cho từng 10 phút rồi thấy mặt mày hồng hào lại. Nó cũng mừng rồi, lúc hai thằng cũng mừng nữa. Tự nhiên cái ông gờ mình mãi nó cũng ấm bình thường, tay chân nó cũng ấm chưa gì. Cái em nói bạn má cái gì cũng ổn rồi, cho tiêu cầu chứ giờ cái tim nó hay cái nhịp thở nó được cái nữa cũng mừng. Rồi giờ ngồi biết lâu mà không thấy cái ngồi bạn em nó cầm cái giỏ lên nói rồi cái giỏ nó cứ ngắt mà nghe thẳng bằng cứ ngắt rồi. Rồi em quản rồi, em biết lạnh cứng là biết rồi ha. Rồi em nói sang em Tuấn nói, Tuấn ơi, có lẽ mày bỏ tao với mẹ sao Tuấn? Nhà tao có ngon, mày là em mà, mày bỏ tao mà mẹ sao? Rồi em mới
chịch cái miệng nó ra, gán cố gắng nó lấy cái đũa nãy miệng ra em thổi, ok miệng vô thổi hơi vô, mình thấy nó cứng đơ, ngồi từ từ bắt đầu hai cái giò nó cứng, cái tay thì chưa cứng, em rồi em không quẹt thè mình nè, em quơ vô cái tay thè vô cái tay em nè, thè đã nóng cái tay em rồi em thơm tiền cổ không lên, em vuốt xuống nè, thè cứ thè hoài tay nóng rồi đưa xuống ra nóng rồi đưa xuống rồi vuốt tôi xuống bụng, em không thấy nhịp thở ở trên càng ngày cái hồi cái tay nó cứng ngắc luôn, rồi đó anh bạn em mới bắt đầu nó rồi không rồi rồi cứu không được rồi, rồi em hết biết rồi em ôm nó vào lòng rồi em chứ chỉ biết chữ thôi nha, khóc chữ thôi luôn, cái nạn này sao không để tao lãnh thai mà trời ơi, tức là anh Giang là tức là tại vì cuộc sống của anh Giang là chỉ còn mình anh với đứa con, dù gì cũng nhẹ hơn là em Tấn lo cho mẹ em rồi. Hai nói chung là hai anh em làm nó cũng có gia đình riêng mà nó làm nó em cũng lo cho dưới này, nó lo cho ảnh phụ tiếp dưới này cũng nhất định qua lại với nhau vậy đó. Có qua dưới này thiếu thì cho ảnh nó có thì nó đưa xuống đây, cho ảnh thiếu thì có đưa lên xuống vậy đó. Chứ chỉ có hai anh em mà lo cho người mẹ bệnh đó, gia đình khó khăn đó. Là lúc đó là anh Giang là chỉ trách bản thân mình rồi, tại sao ông trời không để cho anh Giang ra đi để thế người em của mình. Đúng rồi, em gửi em có một mình em dễ xử hơn à. Con em thì nó cũng lớn cũng dễ nuôi, còn trong khi đó thì vợ của em Tấn thì lại vừa mang bầu rồi thêm đứa con bệnh nữa, bệnh rất là xót xa luôn. Bây giờ là bây giờ còn có anh đó, giờ gánh nặng dồn lên anh Giang là rồi, là dồn lên anh đó. Em thì cũng phụ tiếp thì lo sửa bụng cho vợ tiếp vợ nó rồi, còn anh em rồi còn cô nữa bệnh nữa, gán cũng tranh thủ để lo cho cô để đi bệnh hốt thuốc nam uống đều đặn anh Giang. Cô ngồi lúc nào cũng nhìn áo quan của người con mình mà ghê lệ hết trơn cả nhà. Mới một năm nữa tướng cũng mập cũng khỏe khoắn tới luôn, mới một năm rồi. Tại vì năm rồi cũng tháng này bà ngoại bất chết mà xây ra là bỏ bệnh luôn tới giờ. Bà ngoại chết chưa giáp năm ha, giờ tới em Tấn chưa giáp năm nữa mà bây giờ là tới em Tấn này nữa rồi, tới người cháu rồi. Rồi làm cái nghề biển này, cái đi ra biển chắc là cũng cái độ nguy hiểm chắc chắc là cao ha anh Giang. Tại vì em là ai suy nghĩ sợ không biết là chứ em lúc mà bước xuống nghề biển em nói là chấp nhận đi biển là giao cái mạng cho bà cậu rồi chứ không lúc nào không biết. Có lần nào mà trong những năm qua, 20 năm nay em đi, có lần nào mà gặp những cái cơn sóng hay là một cái cơn bão nào đó mà tự nhiên nó ảnh hưởng mà làm cho em ám ảnh tới thì ủa cái anh ám ảnh tới giờ này không? Dạ không, em chỉ biết là đâm đầu rồi cực, cái là cực đâm đầu làm kiếm tiền của gia đình. Chứ ra ngoài ý anh hỏi là có gặp những cái mà khó khăn dữ dằn từ cái cơn sóng hay là từ một cái bão nào đó mà mình cảm thấy mà mình sợ luôn á? Không. Đó rồi em không có gặp bão thì cũng gặp bão lớn cũng gặp hoài nhưng em không có cảm giác sợ. À quen rồi ha. Quen nghĩa là anh Giang ấy nói là cho dù gặp bão cái này mà anh ra đã đi biển rồi là anh lao đầu vào để anh làm để công việc của anh đó, vững tinh thần ha, giữ tinh thần để mà làm kiếm tiền và lo gia đình, mọi cái khó khăn cái sóng gió gì đó là anh vượt qua hết. Anh không có, bây giờ anh đâu có cảm giác sợ sệt gì đâu. Rồi có hai anh em mà rồi ra đi hai ba bữa nay rồi, em Tấn có lần nào về báo mộng cho anh Giang không? Em nói từ lúc nó mắt giờ em cũng chưa nhắm mắt ngủ rồi, không ngủ được luôn, chưa ngủ thức tới giờ. Là mình bị ám ảnh từ cái việc mà mình chứng kiến mình thấy người em mình vậy ha, lúc mà lấy cào rồi tới nó bị rồi đưa nó vô tới đây về tới đây luôn em chưa ngủ. Vậy là tính ra 4-5 ngày rồi chưa ngủ ngay hết, ngủ không được luôn. Rồi người chủ của hai anh em của anh Giang đó thấy được cái sự khó khăn và xui rủi gì đó có hỗ trợ cho gia đình mình được mớ nào không? Em thì cái đó cũng nói thật đó, em không biết rồi đó, em giao cho ba em nói chuyện. Tức là ba của em nói chuyện với ông chủ ha? Vô cái bờ em chỉ biết cái dưới kia, em canh nó rồi có đốt nhang, bọng người kêu tên nó gì thôi. Ngày nào ở trên đồn, ta kêu xíu lên làm lời khai thì em đi lên, lên rồi em xuống đốt nhang đi. Rồi cơ quan nó có khám hay là mình trình báo gì không? Không, nó cũng hỏi em, nó hỏi em á, kêu em hỏi rồi có đòi hỏi gì không, em cũng nói có, đòi hỏi là mấy anh làm giấy tờ để lại em cho đưa em tôi về, tranh thủ đưa em tôi về sớm.
rồi nó đến thùng vậy. Lúc đó là vô đất liền rồi mới làm mấy cái việc đó hay là cứ lúc mà còn liền. Vô đất liền ha. Trời mưa luôn rồi, chết chơi. Mưa luôn rồi. Rồi vậy cũng chúc anh nhiều sức khỏe nha anh Giang, cố gắng mình ha. Dạ. Cố gắng nha, giữ gìn sức khỏe và lo cho em của mình tăng lễ xong ha. Rồi chúc cho anh Giang cũng như là gia đình của mình gặp được nhiều may mắn, và có may mắn thì được bà con cô bác thương yêu mà trợ giúp cho cha mẹ của anh Giang nhiều hơn nữa để khỏe hơn. À, cảm ơn anh nha. Thì do trời cũng đang mưa rồi, cô bác anh chị cũng ồn. À, mấy anh em mình xin tạm dừng video ở đây.